Bạn có biết, đau khớp gối không chỉ là bệnh của người già, mà còn ảnh hưởng đến người trẻ tuổi nữa không? Đúng vậy, ngày nay, đau khớp gối ở người trẻ tuổi đang trở thành một hiện tượng phổ biến hơn chúng ta tưởng. Vậy, đau khớp gối ở người trẻ tuổi là do đâu? Có nguy hiểm không? Trong video này, chúng tôi sẽ cảnh báo về 5 nguyên nhân chính gây ra đau khớp gối ở người trẻ tuổi, một vấn đề mà bạn có thể chưa từng nghĩ đến. Cùng khám phá để hiểu rõ hơn về cơ thể của mình và từ đó biết cách bảo vệ nó một cách tốt nhất. 1. Thói quen không tốt gây tổn thương cho khớp gối. Nguyên nhân phổ biến nhất gây đau khớp gối ở người trẻ tuổi là do những thói quen không tốt trong cuộc sống hàng ngày. Đặc thù công việc khiến nhiều người phải ngồi trong tư thế gập gối suốt một khoảng thời gian dài. Thêm vào đó, việc sử dụng giày cao gót, ngồi vắt chéo chân hoặc ngồi xổm cũng là những thói quen không tốt khác. Điều này tạo ra lực ép lớn lên mặt sụn bánh chè và sụn khớp, làm cho mặt sụn dễ bị dập, mòn và dẫn đến thoái hóa sớm. Ngoài ra, việc đứng khuỵu một chân hoặc khuân vác vật nặng cũng gây áp lực lên khớp gối, làm cho vùng trước gối bị đau. 2. Chấn thương. Khớp gối phải chịu tác động và áp lực lớn khi chúng ta di chuyển. Tuy nhiên, nó lại ít được bảo vệ bởi cơ bắp và mỡ, làm cho khớp gối dễ bị tổn thương. Một chấn thương nhỏ cũng có thể gây đau và nhức cho khớp gối. Các chấn thương thường gặp bao gồm va chạm khi tham gia thể thao, tai nạn hoặc té ngã. Đáng tiếc là nhiều người trẻ không chú ý đến điều này, dẫn đến việc họ thường xuyên bị đau nhức khớp gối. 3. Cân nặng dư thừa và bệnh béo phì. Cân nặng dư thừa và bị béo phì là một nguyên nhân phổ biến gây đau khớp gối ở người trẻ. Mỗi lần bước đi, khớp gối phải chịu lực gấp rưỡi cân nặng của chúng ta và gấp 5 lần khi chạy. Điều này tạo ra áp lực lớn lên khớp gối. 4. Trục chân bẩm sinh không thẳng. Một số người bẩm sinh có tình trạng hai đầu gối trụm vào nhau hoặc chân vòng kiềng, làm cho khớp gối phải chịu áp lực không đều. Điều này tăng nguy cơ mòn khớp gối. 5. Bệnh lý khác. Có một số bệnh lý khác như bong gân, thoái hóa khớp gối, chấn thương mạch máu hoặc các vấn đề cơ bắp có thể gây đau khớp gối ở người trẻ tuổi. Việc đặt chẩn đoán chính xác và điều trị phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của bạn. Do đó, tìm kiếm sự tư vấn y tế từ một chuyên gia là quan trọng. Những lời khuyên trên đây chỉ là một phần nhỏ trong việc chăm sóc khớp gối. Hãy nghĩ về việc thay đổi những thói quen không tốt, tăng cường bảo vệ khớp gối trong quá trình vận động và kiểm soát cân nặng của bạn. Và đừng quên, chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc chữa bệnh, mà còn là việc ngăn ngừa nó. Nếu bạn gặp vấn đề với đau khớp gối, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được khám và chẩn đoán chính xác. Hãy chia sẻ thông tin này cho những người bạn biết đang cần nó. Đừng quên like và đăng ký kênh của bác sĩ đây để cập nhật những kiến thức bổ ích về các bệnh lý xương khớp khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.